Một siêu cổ phiếu sẽ tăng trần như là KDH. Hello quý anh chị nhà đầu tư, rất vui được gặp lại mọi người trong video phân tích cổ phiếu hàng ngày của em Trung trên kênh Ichimoku Việt Nam nha. Thì ngày hôm nay trong video này em Trung sẽ gửi đến với mọi người một cổ phiếu bất động sản sẽ có khả năng tăng trần như là KDH trong tuần tới. Anh chị em sẽ xem hết video cũng như là để lại cho em Trung những lượt like nếu video hay nha mọi người nhé. Ok, thì cổ phiếu đó chính là con Nam Long. Thì em nghĩ là mọi người cũng đã có thể nhìn được cái trạng thái của Nam Long trong thời điểm hiện tại rồi. Trước tiên là nhìn về cái yếu tố dòng tiền ngắn hạn thì cổ phiếu Nam Long trong cái tuần ngày thứ sáu tuần trước thị trường có một cái phiên rũ, thì cổ phiếu này nó cũng đã xuất hiện một cái pha nó rũ khá là mạnh ra khỏi cái vùng nền, đúng không? Và thanh khoản nó có pha nó đánh vượt lên này, thì chứng tỏ là những nhà đầu tư nhỏ lẻ đu bám ở phía trên này đã có dấu hiệu bán ra ở đây đó. Một cái thanh khoản như này thì chỉ có nhà đầu tư cá nhân bán thôi chứ không thể là tổ chức bán được với những cái vùng như thế này mọi người nhá. Đó, và sau khi đó thì cổ phiếu nó có cái sự tăng điểm trở lại rất nhanh. Đó, tức là sau khi rũ mà cổ phiếu quay trở lại rất nhanh thì nó sẽ tạo ra cho anh chị em những cái tâm lý là bỏ lỡ cơ hội, đúng không? Đó, cổ phiếu sau khi rũ bỏ này quay trở lại được rất nhanh này, và nhìn cái khả năng quay trở lại của nó mọi người sẽ nhìn thấy là nó chỉ thua con KDH thôi mọi người nhá. Đó, con cổ phiếu này sau khi rũ này nó quay trở lại cái điểm cao nhất của cái nền, trong khi đấy là PDR này chưa lên được điểm cao nhất này, DIG này lên là điểm cao nhất nhưng còn cách đỉnh này, đúng không? Nó chưa vượt được đấy, và nó chỉ thua mỗi con KDH thôi. Novaland và đất xanh hay là những con khác thì nó yếu hơn, thấy rõ rồi. Nhưng mà Nam Long của chúng ta là cổ phiếu nó có khả năng vượt trội nhất so với những cái con cổ phiếu bất động sản khác ở thời điểm hiện tại. Và khi mà nó vượt được lên ấy, thì quan trọng yếu tố ở đây là nó có dòng tiền vào đó, và nó có một cái phiên nó test lại cái vùng cung ở trên này, và gần như là rất ít người bán ở trên này luôn, đúng không? Thì đấy là về cái dòng tiền ngắn hạn là như vậy đó. Quá trình này nó cũng diễn ra y hệt đối với con KDH thôi đó, dòng tiền vào mồi này rũ ngược trở lại và hồi phục lên rất nhanh, thì sau khi đấy cổ phiếu nó có thể đánh vượt được đấy. Anh chị em nhìn thấy cái quá trình này nó y hệt ở những con cổ phiếu như là HPG thôi, đúng không? HPG này, đúng không? Dòng tiền mồi rũ một phát lên, đúng không? Hay là DGC này đó, phải trước đó phải có những cái phiên nó dòng tiền mồi rũ phát lên, đúng không? Dòng tiền mồi này rũ mạnh phát lên thì cái cấu trúc này nó lặp đi lặp lại trên thị trường mọi người nhá. Đó, trước khi cổ phiếu tăng thì nó sẽ luôn làm những cái việc như thế này để nó rũ bỏ nốt những cái nhà đầu tư cuối cùng còn cảm thấy được là mình cầm ở vùng nền quá lâu rồi, mình muốn bán ra lắm rồi vì cổ phiếu mãi nó không tăng được. Đó, thì đây là cái pha rũ cuối cùng để cái cổ phiếu nó có thể tăng điểm. Và với một cái vùng nền tích lũy 6 tháng như thế này, hiện tại số các cổ phiếu tích lũy 6 tháng trên thị trường bây giờ còn rất ít mọi người nhé. Mọi người sẽ chỉ thấy những cái vùng nền 2 đến 3 tháng thôi, còn những cái vùng nền 6 tháng là nó là rất ít đó. Những con như HPG, DGC, FRT, Gmendes hay là vân vân, nó đã chạy hết rồi, chỉ còn những con như thế này thôi trên thị trường. Nên là những cái cổ phiếu như thế này mọi người phải tận dụng trong thời gian tới, bởi vì là một khi nó tăng rồi ấy, thì rất dễ là nó sẽ xảy ra cái trạng thái là tăng giá bỏ rơi mọi người nhá. Mọi người cứ nhìn đi, DGC này đúng không, một khi nó bứt phá lên nó không cho mua lại, FRT này nó không cho mua lại luôn, hay là Gmendes gần đây này đúng không, nó không có những cái điểm nó retest lại để cho chúng ta mua đó. Thì cái việc của chúng ta là ngay cái phiên nó nổ lên đầu tiên vượt ra khỏi vùng 40, nó chính là cái điểm mua đầu tiên cho những anh chị em nào chưa có hàng mọi người nhá. Đó, cái phiên thứ hai nếu mà cổ phiếu này có một cái pha nó vượt lên khỏi nền này thì đây chính là cái điểm mua đầu tiên. Điểm mua này nếu anh chị em nào muốn an toàn thì có thể là thăm dò luôn 1/2 ở đây. Và nếu mà cổ phiếu này có trạng thái là đi ngang tích lũy ở đây nhẹ nhàng một vài phiên, đúng không? Bởi vì là sau khi cổ phiếu vượt đỉnh thì thường là một số dạng cổ phiếu như này có trạng thái là đi ngang một vài phiên, và nếu mọi người thấy nó đi ngang được trong khoảng 2 đến 3 phiên, sau đó nó tiếp tục kéo một cây nữa ở đây. Đấy, tiếp tục kéo một cây nữa ở đây thì ở cái cây này nó chính là cái điểm gia tăng cuối cùng cho anh chị em nốt 1/2 còn lại để tham gia vào cổ phiếu này mọi người nhá. Thì đấy là cách để tham gia đối với những cổ phiếu này ở những cái vùng phía trên này, nó cũng giống như là KDH thôi đó. Những anh chị em nào đã tham gia ở vùng dưới này thì em không nói, nhưng mà đối với những anh chị em tham gia mới nha, KDH thì nó chưa rõ, chúng ta hãy lấy cái con DGC này đi. Đối với những anh chị em tham gia ở những cái điểm vượt đỉnh ấy, đấy thì chúng ta tham gia được ở đây này, xong rồi chờ nó test lại này, đúng không? Nó chưa chắc chắn được là cổ phiếu nó có kéo tiếp hay không, nhưng với cái phiên này thì chúng ta có thể tự tin tham gia được nốt 1/2 còn lại, thì chúng ta sẽ tham gia theo cách như vậy nó sẽ đảm bảo hơn rất nhiều đó. Bởi vì trên thị trường nó cũng có rất nhiều những cái trường hợp là breakout xong nhưng mà yếu tố thị trường nó không cho phép và cổ phiếu nó có thể đánh bật ngược trở lại nền mọi người nhá.
Đấy thì đấy là cái phân tích nhanh về cổ phiếu, dòng tiền trong cổ phiếu Nam Long. Còn nhìn với cái mặt trạng thái phân tích kỹ thuật Ichimoku thì mọi người có thể nhìn ở trong cái đồ thị tuần, thì đến tuần sau là nó sẽ hoàn thành được cái vùng đáy thấp nhất của 17 phiên, tương ứng với lại cái Kijun của chúng ta, nó sẽ được nâng lên. Khi đó thì cái trạng thái song kiếm thì nó được chập vào với nhau mọi người nhé, nó cũng giống như là KDH thôi. Khi mà nó lên này thì song kiếm của nó cũng bắt đầu nó có dấu hiệu nó chập vào với nhau, và nó cùng đồng thời là phá đỉnh phá đáy đi lên đó. Nó phá khỏi cái vùng đỉnh này, nó đồng thời phá đỉnh trong chu kỳ 19, chu kỳ 9 ngày và chu kỳ 17 ngày để nó đi lên, thì Nam Long trong tuần sau nó cũng đạt được cái điều đấy. Thì em rất kỳ vọng là với một cái trạng thái như này thì Nam Long trong tuần sau có thể là hoàn toàn vượt ra khỏi vùng giá 40 41 và bắt đầu bước vào một cái nhịp sóng lớn của nó. Đó. Thì đấy là cái phân tích của em Trung về cổ phiếu Nam Long mọi người nhá. Anh xem nào thấy hay thì nhớ để lại cho em Trung một lần like, và muốn cùng đồng hành với em Trung để đánh những cái siêu cổ phiếu như thế này. Đó, bên em Trung đã tham gia được những cổ phiếu DGC, Gmnet đều đã lợi nhuận từ 15 đến 20% rồi. Đấy. Thì nếu mọi người muốn tham gia thì có thể là về đội em Trung bằng cách mở một cái tài khoản VPS Card ID BGT9 hoặc là join vào cái group Zalo bên phải màn hình. Ở group này thì mọi người sẽ được hỗ trợ trực tiếp. Đó, nếu mọi người cảm thấy hợp thì mọi người có thể chuyển về đội em Trung nha. Ok, bye bye cả nhà.